Hello anh em, hello mọi người. Thì hôm nay thì Game Pro bên điện thoại thì vừa mới thông báo ở trên fanpage là đóng cửa game ấy. Bởi mình chẳng hiểu tại sao tin game đang chơi rất chi là gọi là ngon lành mượt mà tự nhiên đóng cửa luôn. Chắc tại số lượng người chơi ít, với cả họ không đủ kinh phí để duy trì server, thế nên đóng cửa. Buồn dữ trời. Chắc cái thế giới cái. Đây. Đấy. Được nhận nhiều tướng vãi lìn luôn, được 190.322 kim cương luôn ạ. Vãi lìn. Nhưng mà có một điều là tôi vẫn chưa được trải nghiệm con tướng. Tôi vẫn chưa được trải nghiệm con con tướng, mấy con tướng này anh em. Ua. Vãi lìn thì em đóng cửa luôn ạ. Trải nghiệm cái gì luôn. Này. Rồi tăng cấp cho mấy con này thôi chứ biết sao rồi. Trải nghiệm được cái gì, trải nghiệm nước thôi. Được pick 5 này. Tăng bước cho cô đang 4 sao này. Buồn, thực sự buồn luôn. Đấy, anh em mà có kim cương thì vào tối chung mà tiêu lốt đi chứ. Bây giờ để chẳng được cái gì đâu. Buồn vẫn lỉnh. Đây, có cái tiêu phí, tôi định để kim cương để tiêu phí đợt sau. Tôi không muốn tiêu mốc này, nhưng mà bây giờ thì đi mà đóng cửa hơn. Để kim cương cũng chẳng để làm gì cả. Giờ chắc và chiêu mộ lốt mấy tướng này cho anh em xem cho là chán thôi. Chứ thực ra tiêu phí thì anh em tốt nhất không nên tiêu này. Bây giờ khuyên anh em cũng rú thực sự luôn. Ủa tôi có shop. Còn anh kia kìa, còn kit này. Apple Buggy. Nói chung mà nhiều. Ui, đây. Vào à. Lực mấy con tướng yêu thích đi. Tôi đang qua đây. Bọn Hàn Quốc đi. Nhờ. Tôi còn tích mảnh ba này, tôi còn đập lên cái gì nhỉ, cái mặt trời có mặt cơ, nhưng mà bây giờ nó đóng cửa rồi. Trời ơi luôn á. Mày còn vẫn có mấy ông đi đại trình nữa. Có game điện thoại. Đây, cho anh em xem nhé. Không phải điểm danh đâu nhỉ. Đây. Tôi chơi được 534 ngày rồi. Nhưng mà thực ra là tôi phải chơi ít, phải tầm khoảng mấy trăm, phải hơn 534 ngày. Tại tôi bỏ game một thời gian rồi. Không bây giờ quay lại, chỉ có chạy được đâu khoảng 2-3 hôm. Nhận 100 nghìn cương ấy, ui, sướng vẫn lỉnh luôn. Xong rồi phải đóng cửa luôn. Buồn cười vãi lìn. Lú thật chứ. Giờ chỉ thấy đèn này. Lớn haki đi. Lớn haki. Này, kim cương trắng để làm gì à? Lần mắt. Kỹ năng luôn. Mua đẹp kỹ năng luôn. Chẳng quá chưa trải nghiệm con đâu. Mấy con tướng tôi chưa có. Đợi cho tiêu phí cơ. Đó là tiêu phí tưởng nó ra thêm. Con tướng các kiểu cơ giờ mi cay thế nhở. Còn thuyền tôi còn có bao chưa có thuyền ở dưới này cơ. Đây thuyền này. Thuyền này. Thuyền này. Thuyền này. Thuyền này. Thuyền này. Buồn vãi lìn ạ. Rồi. Mấy ông vào on load tốt các kiểu đi. Trời ơi luôn á. Hạm đội này. Đây vòng quay này còn tích vé đây này. Mi tiệt tình luôn. Tiêu lốt cái mốc này đi chứ biết tải làm gì. Chẳng biết tiêu gì luôn á. Thích thì cũng gọi là toàn lông dân với nhau. Tôi đâu là lạp ông tầm khoảng chắc vài trăm nghìn nè. Buồn thực sự là buồn. Đừng mắc bước lăm đi. Lên 100 luôn đi. Chỉ để làm gì ở cuối. Ali không tặng cho con Luffy để trải nghiệm chán chứ. Chắc là clip hôm nay lại sẽ bị dài rồi đây. Ui, lâm hết mấy ngày tối này ra chết đấy. À luôn tiền nó đang bị lên đi. Tăng hết rồi. Còn gì đâu mà buồn. Ngắn hết thôi. Ui, còn không đủ nguyên liệu nữa. Hết bố luôn à. Hết bố rồi. Mua bố rồi mà. Bây giờ mua bố mới khó này. Mua bố ở đâu đi. Mua luôn đi.
kim cương. Giả trắng có tác dụng hết rồi, hết tác dụng. Đội hình của nó không, ui, cũng chưa bùng bố luôn. Nó mới nào. Đâu. Mình làm sao để Aerosi xuống lên. Lòng biết mà mình mắc đi. Mình đứng lên vào. Tiến vào. Ui, vẫn chưa đủ vào đâu. Chưa đủ nguyên liệu thì càng gấp lên. Càng đốt đi để làm gì. Đuôi hết rồi. Tôi bắn hút thịt, hút thịt cũng chưa có ăn đấy. Đôi mắt đây. Đôi xuống là Trees đi. Lên. 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 Thế nó vượt đỏ này hết, hết sạch kinh nghiệm rồi. Này đây rồi. Đây, đây 67 này được, lên bao nhiêu? 4.000. Đủ luôn. Đủ chưa, đủ chưa? Đủ chưa, đủ chưa? Ui, hết luôn, hết luôn. Thì mua luôn. Mua. 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 Tiếp. Ơ, còn cái nào đi? À đây, có cái. Mua đi. Cả ba lần. Nhưng không có phần mua một lần, mua hết luôn đi nhỉ? Everybody. Ui, còn mấy cái rồi. Mua hết luôn. Để đằng sau đi. Ui, còn chưa phải lên. Đang tích lên VIP 10 luôn ý. Này. Nó lên VIP 10 rồi. Đấy, nó lên VIP 10 này. Thế sao đang đập ra sao ạ? Đây, tôi trải nghiệm tướng này. Trải nghiệm thử tướng Big Mom thế nào. Để con thử. Chưa bao giờ từng có. Một. Ui, ở đâu rồi? À, nó Kuma, nó cho biến mất tôi. Một chém. Ui, nghe không được không? Phải lắp đá, phải lắp đá. Núi sông đẹp, truy tìm. Anh em nào chưa trải nghiệm vào trải nghiệm lốt đi nhá. Trải nghiệm lốt đi. Chỉ đến lúc lại không vào được game nữa đâu. Ui. Ui. Cũng mạnh, cũng mạnh đấy. Cũng mạnh. Cũng mạnh, cũng mạnh đấy. Đây rồi, đây rồi. Ui. Chiêu của Big Mom thế nào. Big Mom này không cập nhật cái chiêu gì giật điện nhỉ. Trải nghiệm thế thôi. Xem mà có nhiều kim cương rồi. 158 rồi. Này, tướng của tôi này. Zoro Wano. Thức tỉnh nghe. Thức tỉnh nghe. Thức tỉnh nghe mắc hắc kia luôn. Mắc hạt kia. Con nào còn con nào? Tôi chưa nhiều nữa nhỉ. Cái tóc đỏ này. Chia 4 Luffy. Ui, thức tỉnh luôn đi. À lúc tôi tiến hóa đi. Tôi tiến hóa cái đột phá đi. Được 3 phát. Lên luôn. Ui, hết búa rồi. Hết búa đen rồi. Cho tiệm bán bố đen. Đây.
mình bữa mua hết đi. Mua hết, mua hết. Ok, rồi rồi. Tiền nó lên ạ. Ui, mấy mua, violin. Đây mình ra được 3 năm xong rồi nó đóng cửa rồi. Đấy, cầm bìu. Ui, còn nhận là sự kiện lạp thì lú luôn. Thế rồi, hết rồi. Từ phi đại chiến này, ui. Ui, được một viên đặc kháng. Đá này à, tôi lắp cho qua đi, lắp cho qua đi. Rồi 1, 2. Ui, tôi kiếm một viên đá kia. Hết sạch cái để mua rồi. Ok thì clip à, đúng, tôi tiêu hết chút video này. Tiêu hết đi. Để làm gì nữa. Mình tiêu này lâu lắm. Ok, chắc clip tạm biệt của mình đến đây thôi. Đây, mình sẽ lại làm tiếng cho anh em nhé. Mình tiêu mấy con này, tiêu Kaido, tiêu Kuma, tiêu Siêu A, hay biển thoại với cả Ruby Wano. Tôi thích con này vẽ linh ạ, mà không có. Đẹp quá. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip mình. Nếu như thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye 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 bye